Chít ơi, thế nào lại đói về đây tìm ăn rồi chứ? Hả? Đói à? Không kiếm được đồ ăn à? Lại chạy à? Đấy, cứ thả rông cái kiểu này các bạn ạ. Ở nó loanh quanh nó ra nó cắn hết toàn bộ những yên xe của mình để bên ngoài này thì không sao, nhưng mà yên xe cứ để trong nhà là nó cắn tan tành hết. Kiểu như nó chui vào trong nhà ấy. Đấy, cứ chạy AV này thế này. vẫn phải tìm cách bắt nó lại thôi, không thì nó ở bên ngoài này nó phá của mình ghê lắm, nó còn phá hơn cả chuột ấy. Cháu chào chú. Chú để cho cháu mấy cái xào này chú. Nếu tình đôi ta dở dang. Mình chào tất cả các bạn. Đấy, để mình đợi mình một chút. Đây. À, đây là cái bạt hôm nay mình mua về để mình che lại cái cửa chuồng bị bịp các bạn ạ. À, đầu tiên thì mình cũng định không che đâu. Cái con bì bì của mình nó cũng thuần ấy. Thế nhưng mà hôm nay cho các bạn xem một cái này này. Nó rất chi là hay, cho nên là càng có hy vọng thì mình lại càng phải cẩn thận hơn. Đây, ở trong này này. Đây. Các bạn thử nhìn lại giúp mình xem đây có phải bì bì còn đang quấn tổ không nhá. Đây. Không biết là nó quấn tổ hay là nó làm rũ ngủ, thế nhưng mà nó tròn xoe. Đây, cái lá nó tự quấn vào. Đây không phải mình quấn vào đâu các bạn nhá. Tự nó quấn vào đấy. Mình không hề động đến nó, bởi vì mình biết là nếu như chim sinh sản mà nó đã muốn làm tổ ở đây rồi thì gần như là mình không dám sờ vào đây một tí nào luôn. Cho nên là những cái hình ảnh này nó là thực tế này. Đấy, đầu tiên thì khi mà nó chưa làm tổ thì mình không có hy vọng là mình cũng cứ để cho cái cửa chuồng này nó thoáng thoáng để cho con bì bịp nó được thoải mái ấy. Thế nhưng mà khi biết được rằng là cái con bì bịp này nó có ý định muốn làm tổ rồi thì thôi, mình quyết định là không cần đẹp nữa. Bây giờ là chỉ cần ghép sinh sản thành công thôi, đúng không? Đấy, thì là đó mới là cái lý do mà hôm nay mình mua cái bạt này về để mình che. Và mình có mang mình có mua thêm cái cọc này này. Cái cọc này để mình làm cho nó một cái cầu đứng ở đoạn này. Đây. Hiện tại bây giờ thì từ ở trên này mà nó nhảy xuống cái tổ thì nó không có một cái chỗ nào đứng, nó nhảy thẳng xuống tổ luôn, thì mình muốn làm cho nó một cái cầu đứng từ đây bắc ngang qua đây này để nó nhảy xuống cái cầu đứng này, nó nhảy sang tổ thì nó sẽ tiện hơn. Đó. Thế bây giờ thì mình sẽ triển khai luôn nhé, cả cầu đứng lẫn cái bạt để che cửa chuồng nữa. Gái đi. Úp úp. Các bạn thử xem có con chim nào mà nó thuần hơn con bìm bìm để của mình không? Khi mà mình mang gậy gọc này, mang gạch vào đây để đóng cọc này, rồi cửa chuồng mình mở như thế này mà nó không hề chạy ra, mặc cho mình làm ở đây, một con này đứng ở trên này nó nhìn và một con này đứng ở dưới đất để nó xem mình làm. Đấy. Thế mà nó không sinh sản nữa thì đúng là nó là phải đợi cái may mắn nữa đúng không các bạn? Đây, cái chiếc cầu đứng là mình đã làm xong hết cho nó rồi này. Nó có thể đi từ hướng kia vào đến đây, rồi nó nhảy sang hai cầu này, rồi nó nhảy vào tổ thì cực kỳ dễ dàng luôn. Bây giờ thì trước khi mình quay cái lưới bên ngoài thì mình sẽ lên trên phố mình mua lên một cái cam để mình lắp vào khu vực này này, để khu vực tay mình chỉ này, để nhìn thẳng xuống khu vực này. Thì là sau này mình che cái bạt bên ngoài này rồi thì mình không thể nào mà cứ rảnh mình lại mở ra mình ngó, thì mình nhìn qua cam thì nó dễ hơn. Đó, để bây giờ thì mình đi mua cam mình lắp luôn. Xong cam nữa là coi như không còn cái gì để mà làm cho mình bịp nữa rồi đấy. Chỉ đợi nó sinh sản thôi. Đấy. Xong rồi giờ mới phải đóng cửa đây này. Con đẻ chắc là mai mình bón cho con nó được luôn chứ chả cần phải mẹ nó. Ở đây nhá, bịp nhá. Ok.
cam thì lắp xong rồi này, nhìn cũng khá hợp lý. Đây là một cái khu vực mà mình lắp cam đẹp nhất. Thế nhưng mà trong lúc lắp cam thì chữa xong con bì bìp đã nhảy đến đây để định đấu vào cam rồi. Chết rồi, sau này lại thành cái chỗ đấu của nó thì vài bữa thì gãy mất. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem về cái hình ảnh của cái chuồng bì bìp của mình nhé. Đây, đấy, từ ở đây chúng ta có thể nhìn thấy này này, gần như là bao quát được hết cái chuồng bì bìp đúng không? Đấy, thì mình sẽ quay nó lệch sang cái hướng mà hướng tổ một chút này. Đấy, 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 bây giờ nó lệch sang hướng tổ thế này. Đấy đúng không? Cái tổ nó hơi hơi tối, nó chúng ta nhìn nó khó. Thế nhưng mà không sao, chỉ cần nó cứ quanh quẩn ở cái tổ thôi, mình nhìn thấy nó thế là được rồi. Chốc nhảy đấy mà đứng mà đậu nhé. Dạ, may thì. Xong cái phần chuồng bìm bìp rồi. Bây giờ thì mời các bạn sang nhà ngang của mình để cho các bạn thăm về bé mèo. Đây, bé mèo Bengal của mình đang có bầu. Hôm nay nó vẫn chưa đẻ các bạn ạ. Đúng là theo lịch là ngày hôm qua là nó đẻ rồi đấy. Thế nhưng mà như thế này hôm nay thì là nó bị chậm mất một ngày rồi. Đấy, tối nay mà nó đẻ thì mừng. Còn nếu không thì chúng ta lại phải tiếp tục chờ đợi thôi. Và cái cửa này hôm qua ấy, thì mình bảo là tại sao mà người ta thiết kế kiểu gì mà cửa lâng lên đến tầm này nó bị kịch, mà không lâng lên được nữa, làm cho cái cửa nó rất nhỏ. Thế nhưng mà không phải đâu, mình cứ trách người ta nhưng hóa ra là tại mình ngu đấy. Cái cửa này là người ta lâng lên đến tầm này các bạn này, lâng lên đến tầm này, xong người ta mở ra như thế này này. Đấy, mình không tìm hiểu kỹ cho nên là mình trách người ta là trách nhầm đấy. Đây là do mình ngu thôi. Đây, bé mèo đây. Đấy, hy vọng là nó lên ngày này thì nó sẽ đẻ nhiều nhiều con một chút nhỉ. Mèo. Đấy, xịt xịt gì ấy? Ở trong đấy, ở trong đấy. Ở đây, thôi nhá. Nằm ở đây. Đấy, bầu bí này thì mình không dám thả nữa. Hôm nay thì trời ở ngoài sân nó kiểu như nó hơi hơi mưa mưa ấy. Mưa mưa bụi bụi cho nên là không thả mèo ra được. Cho nó ở trong này, phải tắt điện cho nó cả ngày cho nó ấm đấy. Mới lại phòng khi là nếu mà nó đẻ ấy thì con nó không bị lạnh, đúng không? Rồi ở trong này đi. Đây đây đây. Đây mình sẽ đóng cái cửa này vào. Bây giờ đóng thì mình chỉ lâng lên một tí này, thế sau sập nó xuống như thế này. Đấy, đỡ phải thắc mắc rằng là tại sao cửa không mở được to. Ai 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 thanh niên này, ai ai đừng cắn này. Thả ra cho chơi thì phải chơi như ngoan như này. Đây là cái con sóc bông của mình các bạn ạ. Cái con sóc bông này mình cứ hé cửa ra cái là nó chạy ra ngoài nó chơi. Thì rất nhiều lần như vậy rồi và mình quyết định là thả rông để cho nó chơi ở ngoài vườn nhà mình luôn này. Đấy, nó chạy đâu mất rồi. Đâu nhỉ? À đây này, nó lại lên trên cái cây cây đào tiên của nhà mình rồi này. Đấy, nó sống ở trong cái sân vườn nhà mình như là một cái con mèo rồi. Thế nhưng mà có một cái tội thế này này là nó phá hoại lắm. Nó chui vào trong phòng mình, có bao nhiêu cái dây sữa của bé con nhà mình ấy là nó cắn bục hết. Rồi là cái gì nhỉ? Yên xe máy nào nó cắn, nó cào bục hơn cả mèo luôn ấy. Đấy đấy. Đây giờ cứ chơi ở đây thôi. Đây, chán chán buồn buồn nên lại ra gặm cái quả ấy kìa. Nó ra là gặm cái quả ở trên cái cây gì nhỉ? Mình gọi là cái cây quất. Đấy, cái cây quất nó vặt quả rụng xuống đấy đấy. Đây, những quả đầu tiên này năm nay mà nó chín thì chắc là cũng không thể thoát được với nó. Mình vẫn lừa nó để bắt nó lại nhưng mà kiểu như là bắt nó thì cũng được, đơn giản thôi. Đấy, nó đi rồi. Nhưng mà bắt nó mỗi một lần mình vào mình thay nước ấy, thay nước hay là cho nó đồ ăn là nó lại coi như là phi ra, chỉ cần hé cửa cái là nó phi ra luôn rồi. Bởi vì thả rông nó quen. À con dê con nó ăn chưa? Chưa. Có thử con cho con dê con cho nó ăn không này. Đấy đấy đấy, con dê con đến gần rồi đấy. Bê. Bê 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 bê. Ôi cái con dê kia tí to thế nhỉ, hay là nó bị viêm nhỉ? Chắc không phải đâu, chắc nó gần đẻ thế, ngày trước nó có bầu nó gần đẻ nó cũng thế đấy. Nè con này để tắm cho con mày chứ. Nào. Nào. Ô, con này. Diều ơi, Diều có ăn sâu không? Đấy, nghe tiếng gọi Diều ơi cái nó ra ngay. Đây là cái sâu canxi mình đã mang ra để cho con Dìu nó ăn với lại để cho cái con Công nó ăn nữa. Dìu đi vào đi. Vào đi. Vào trong. Đây sâu đây. Đây. À, gì nhỉ? Cái sâu canxi này ấy, nhà mình gọi là tự nuôi ra được cho nên là nó rất nhiều. Mình có cho chim ăn thế nhưng mà cái chim vẫn không hiểu sao sâu canxi này nó ăn ít lắm. Thì đa số là bây giờ mình toàn dành cho con Công với con Trĩ thôi. Cứ mỗi một ngày mình cho chúng Công một bát này với lại chúng Trĩ là một bát này chia làm đôi cho nó hai chuồng. Thì đây để mình hất cho con Công nó ít này. Đây mình đổ thẳng vào đây luôn này. Đấy.
Công thì nó cũng không ăn mạnh lắm, thế nhưng mà chị nó ăn tốt lắm. Đây dìu ơi, này dìu, sâu này. Ở cái con sâu này dìu nó cũng không ăn mấy đâu. Con dìu nó ăn dế và ăn sâu quy tốt hơn là ăn con sâu này. Đây, thanh niên, dìu. Đấy. Ở đây, nó ăn rất chi là lười nhé. Kiểu con sâu này mình nuôi nó không được béo, hay là do con sâu này cái bản chất của nó bị khô hay sao ấy, là chim ăn kém lắm. Nhưng mà không sao, nếu mà nó ăn kém thì mình cứ cho công với lại chị. Để bây giờ mình sang mình vứt cho con chị ít nữa. Mình cũng cho nó ăn sâu như này để bổ sung thêm chất cho cái con chị ấy. Hy vọng là nó có thể sớm đẻ. Chứ mình chờ nó cũng xót ruột quá rồi. Mãi chả thấy nó đẻ gì cả. Đây, để mình mở cái cửa này. Nó chạy ra nó ăn giờ đấy. Cho cái chuồng chị vàng này nữa. Đấy. Đấy, ngon đấy, chảy rồi. Ok, sau bao nhiêu ngày đắn đo suy nghĩ là mình có lên chọc bục cái chậu to này của mình ra để mà tạo cho nó một cái khóa thoát nước hay không, thì hôm nay mình đã quyết định chọc bục nó rồi và làm cho nó một cái khóa kia kìa. Lúc nào mình muốn thay nước thì mình mở cái khóa ra là nước ở trong này có thể chảy ra được rồi. Cái thau to này mình vẫn để dành để mà nuôi ếch sinh sản đấy. Thì thời gian gần đây mình cũng có đợi những chú ếch của mình ở ngoài kia, trời mưa ấy, thì là nó sẽ đẻ trứng rồi mình vớt vào đây mình ấp. Thế nhưng mà thời tiết quê mình mấy hôm nay nó không chịu mưa cơ, nó cứ âm mu như này nhưng nó không mưa. Thì mình nghĩ ra một cách như thế này này. Bây giờ thì mình sẽ bắt những con ếch mà giống cái đẹp nhất ở ngoài kia và ếch đực cho vào đây. Bắt lên một số lượng vừa thôi, rồi sau đó là mình sẽ tạo mưa nhân tạo các bạn nhỉ. Mình sẽ tạo mưa nhân tạo, biết đâu nó đẻ được. Thì đây, cái bể là mình đã làm xong rồi này, nước mình đang máy vào. Có lẽ là như thế này nước là đủ rồi đây. Thì bây giờ mình sẽ ra ngoài này để mà mình bắt những con ếch vào. Ui, từ xa mình đã nhìn thấy con cá koi mà mình thả vào đây hôm qua rồi các bạn này. Đây, đây một con này, kia một con này, ở đằng kia một con này. Ồ, sao nó nằm im một chỗ này nhỉ? Hay là teo rồi? Đây này. Không phải nó lành quá nó teo. Nó lành quá nó thế đấy. Ghê, nó chạy ghê chưa? Đây con nữa này. Ồ, sao nó nằm im một chỗ nhỉ? Cái con này là cái con vây dài sao? Cá này nó ăn nổi, mình ít khi thấy nó lặn chìm lắm. Lúc nào nó cũng cứ lập lờ mặt nước ấy. Đây, những chú ếch của mình đây. Trước khi mà mình vào nuôi ếch ấy, thì mình cũng đã tham gia vào hội nuôi ếch sinh sản ở miền Bắc rồi. Thì mình cũng đã học hỏi được của anh em cũng khá kinh nghiệm đấy. Tuy là không phải là giỏi thế nhưng mà nói chung là mình cũng học được một chút. Anh em ở trên hội thì rất nhiều người đã nuôi được ếch sinh sản ra rồi và đang có ếch con giống rồi. Mà mình hiện tại bây giờ thì chưa cả ghép đây này. Đấy thì để mình bước vào đây, mình sẽ chọn những con ếch cái nào mà nó đẹp nhất. Con ếch đực nào mà nó đẹp nhất thì mình sẽ bắt vào. Đây. Đây một con cái đẹp này. Đây. Đây. Đây, con cái to nhất này các bạn này. Gần như to nhất. Anh bán ếch cho mình, anh ấy bảo là sờ con ếch ấy, khi mà thấy cái phần ở cái vẹ mang tai này của nó này, nó hơi giáp giáp này, thì là nó có thể là phối giống được rồi. Tức là nó giáp giáp để cho con ếch đực nó ôm cái nưng này này. Đây mình sờ như này là mình đã thấy nó mắc rồi này. Đấy. Đây là con ếch cái. Đây một con ếch cái nữa này. Đấy, phạc. Đúng không? Đấy. Còn cái cách mà anh chọn con ếch đực thì các bạn đợi mình một tí để mình cho các bạn xem. Mình bắt con ếch cái này đã. Đấy. Ủa, to nhất này, gần như to nhất đàn luôn. Đâu? Cháu chuột nó kêu đấy, không phải ếch đâu. Đây một con ếch cái nữa, nó đang nằm ở dưới mặt nước này. Đây. To thế. Này nha. Trông như là cái con ba. Hóa đúng nước rồi, không nhìn được rồi. Để mình cho các bạn xem con ếch đực. Con ếch đực thì nó có một cái dấu hiệu nhận biết là đơn giản lắm. Đây. Để mình xem đây phải ếch đực không? Đúng rồi, đây là con ếch đực các bạn này. Các bạn nhìn thấy cái phần này đây, mình lấy ngón tay mình chỉ cho các bạn xem. Cái phần dưới gậm của con ếch đực này này là nó nhăn nhăn mà nó thâm thâm ấy, thì là cái phần mà nó kêu nhiều nhất.
Con ếch đực thì nó hay kêu hơn, cho nên là cái phần này của nó bị nhăn mà nó phồng to hơn này. Đó, đây là con ếch đực. Thì con ếch này cũng khá đẹp, mình sẽ bắt vào. Ơ, con ếch cái giống đẹp nhất ở đời sống bắt rồi. Đây đây đây. Wow. Hói, nó lặn mất rồi. Nước đục ở đây đây đây. Mình vẫn nhìn thấy nó. Đấy. Wow. Nó sống với ếch cái giống to nhất. Đây đây. Con ếch cái thì nó không có cái phần đấy. Đây con, các bạn nhìn con ếch cái to như này mà nó có cái phần đấy đâu. Nó trắng tinh này. Úi đổ, 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 đổ. Ôi ôi. Để mình lấy cái rổ mình đậy nó vào. Căn bản là mình không đựng nước ở đây cho nên là nó bị lổi cái xô này. Đấy đấy. Con ếch cái to như thế nhưng mà cái phần bụng của nó có. À đây, hai con ếch ôm nhau này. Hai con ếch ôm nhau này, đây các bạn này. Đây, đấy, hai con ếch ôm nhau như này thì chắc chắn là một được một cái rồi này. Đấy. Đấy 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 đấy. Con ếch cái này hơi bé nhưng cũng được. Đấy, nó đang ôm nhau rồi đấy. Ôm nhau là không quan tâm đến việc mình động vào nó luôn. Đây con này ôm nhau này. Đây các bạn này. Đấy. Đang ôm nhau này. Không quan tâm đến sự đời luôn. Đấy. Ôi, ấy, 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 ấy. Đấy, 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 đấy. Những đôi ôm nhau này được 100%. Đấy. Mình sẽ đi tọa chọn những đôi nào mà đang ôm nhau. Đây, đôi này đang ôm nhau này. Đây này. Ui. Đấy, ô cái con này bị làm sao hỏi đít này. Con này không biết có được không nhỉ. Nhưng mà thôi không sao, nó đang ôm nhau này thì mình bắt cả đôi đi. Sao nó lại bị vậy nhỉ? Đấy, các bạn biết là tại sao cái đầu của con ếch là nó phải giáp giáp rô rô thì để cho con ếch đực nó còn ôm cho nó chặt đấy. Đây, các bạn nhìn con ếch đực nó ôm chặt không này. Đấy, mình động nó như thế nó cũng không nhảy ra. Đấy. Được mấy cặp rồi đấy. Đây, đây một cặp nữa này. Ôm nhau quá trời. Đấy. Đây. Ôi, ui, ui, cái cặp này ôm nhau đẹp cực kỳ luôn này. Đấy. Wow. Wow, wow, wow. Đấy. Ui, ui, nhảy ra cả cặp luôn. Không rời luôn, ghê chưa? Ôm nhau không rời luôn. Đấy, sắp sinh sản rồi. Lần này thì 100% rồi. Không biết là mình chỉ lấy thế rồi nhỉ? Không phải sao la mai nó nhiều con quá mình chả lui bớt, chả lui được hết. Nặng quá. Cả nước cho nên nó nặng. Để cả chép coi này. Ở đây có con ếch, con chảo chuộc, con chảo chuộc nó kêu. Đấy, chảo chuộc ở trên ruộng lúa kìa. Trên ruộng lúa. Bố ơi, à đây, ra con cho xem ếch chằm nhau này. Chằm nhau mình động vào nó cũng không chạy luôn. Đến tuổi rồi đấy, đến ngày động vào nó cũng không nhảy ra đây. Đây là những con này đang ôm nhau này. Đây, thế thì bắt luôn cả cặp đi. Đây thì con bắt cả cặp đây. Ôm nhau không rời luôn. Đây, đây, đấy, 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 nhảy ra ngoài cũng không rứt này. Nó trời mưa rào ạ, chứ lại nghe này này, nên mới bắt được. Ờ, đúng rồi, mưa rào thì là ếch chằm bắt được, hay bắt được cả cặp này. Đấy. Bắt cả cặp này. Ôi, ôi, ôi. Mẹ nhìn ếch chằm nhau này. Dứt không ra. Đây. Cái này chơi mới ra. Đây. Đây này nó mới bắt được. Đấy. Mua mà mua vào đâu. Nó cạo với đồng đi. Thế ra ngoài đồng vô được. Thế này thì chứng tỏ là không phải là cái con ếch to là con ếch cái đâu. Đây con ếch trống ở trên bụng này nó cũng to đùng này các bạn. Con ếch cái bên dưới lại nhỏ hơn. Và nhà mới. Đấy. Vẫn ôm nhau không dứt, ghê chưa? Không dứt ra thế như này. Anh chầm nhau. Đấy, đấy. Đây những cái đôi này cũng đã dứt nhau ra đâu bố. Đây vẫn thế đây. Không dứt nhau ra. Nó kiểu như là nó đang say. Đang say. Kiểu như nó, đúng là nó mình gọi là bị say ấy. Đây cái đôi này vậy đây. Không dứt nhau ra này. Thành từng đôi một. Còn những con này thì không. Những con này thì là ếch cái to thôi. Đấy. Chờ tìm được bạn. Chờ tìm được bạn. Đấy. Cứ con nào đi theo đôi đấy. Từng này ếch mà nếu mà ghép sinh sản thành công nó đẻ trứng ra ấy, nó phải hàng nghìn trứng rồi các bạn ạ. Nó hàng nghìn trứng rồi cho nên là các bạn yên tâm là cái số lượng này mình ghép sinh sản không ít đâu. Nhiều lắm. Chắc là những con này là con cái. Con cái.